liên quan đến vụ việc người đại trượng phu xả thân tấn công một thiếu nữ trong khi rút tiền tại cây ác trên địa bàn phường Cương Trung, chiều 13 tháng 10, thông tin với phóng viên, hướng dẫn công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã mời những người có liên quan đến trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, hai bên đã hòa giải trước sự chứng kiến của cán bộ điều tra. Theo đó, Đào Quang Tiến trú phường Cương Đình, quận Thanh Xuân đã gửi lời xin lỗi đến chị L. 1977, trú quận Thanh Xuân và gia đình về hành động tấn công người trong lúc nóng giận của mình. Ngoài ra, anh ta cũng đã bồi thường tổn thất cho chị L. 4 triệu đồng tiêu phí thuốc men, ảnh hưởng sức khỏe sau này. Về việc tiến tác chị L. 2 cái, công an quận Thanh Xuân cũng đề xuất ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi tổn hại sức khỏe người khác. Vị hướng dẫn công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, thông tin Tiến có tiền án là không đúng, qua xác minh, người đại trượng phu này chưa có tiền án, tiền sự. Trước đó, theo trình báo của chị L, trú quận Thanh Xuân, vào khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 10, chị đến cây ác tại số 35 phố Cương Trung, phường Cương Trung để rút tiền. Lúc này, trước cây ác có đông người xếp hàng đợi rút nên chị cũng tự giác đứng vào cuối hàng. Sau vài phút chờ đợi, đến lượt chị L. Vào rút tiền thì có một người đại trượng phu chạy vào chen lấn, dự định rút trước. Thấy vậy, chị đã nhắc nhở người này đứng vào hàng, chờ đến lượt như mọi người thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, người này đã bất thần tấn công chị L. Bị tấn công, chị liền rút laptop ra quay lại thì anh ta kế tiếp hất văng laptop iPhone 6 của chị xuống đường, dỡ màn hình rồi bỏ đi. Trong trưa cùng ngày, đoạn video đánh dấu cảnh chị L bị tấn công được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã khiến rất nhiều người bức xúc.